Chú với cháu thì nó còn nhiều Ờ, cái à, là bây chú bây chưa giờ chưa có nói. bây bây giờ đang đang nói chuyện như này này. Cái hai cái ngày vừa rồi ấy là thằng Thanh nó vào làm thì chú định giải quyết như thế nào? Nó làm cùng với nhóm mình ấy. Giá tiền nó như con thế nào Chú định trả nó bao nhiêu? là gì? Chú định trả nó bao nhiêu? Thì đây quế giả không tới chỉ có 10.000 đây. Thì chú cũng tính tính Mày khoán không kéo dây thông ai nhưng tao kéo bục cả tay ra đây ra 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 đây tao gồng gánh không? Ừ. Thì coi như chú chỉ trả nó một thì mày phần. bỏ dở chừng là không được Ừ, rồi. đúng rồi. Tại sao quế bảo Thế nhá, dở chừng thì quế trả bảo nó này một nhá, nửa thôi. quế bảo này nhá, Hả? chú mai chú bảo nó nghỉ. Thế Tôi chú... nói thật với bác thư, tôi không dám bảo, bởi vì nhá, mà bảo gọi đi làm với cánh mình là mình không gọi, quân mình làm đầy không dám gọi, xong nhá hôm sau thôi. Để có quế đây, tôi bảo thôi, cháu bảo nó quế không nhận không, chính chú không không dám bảo đấy. Mà chú với Thanh vẫn còn còn nhiều cái liên quan đến thì là chú không dám bảo, bởi vì gọi mà bảo cháu nghỉ công ty mà cháu đi làm với món chú là nó thì chú cũng không không dám bảo. Nhưng cái trách nhiệm của nó vào đây nó làm là việc của nó với lại của Quế nha. Thực ra nó nhập bọn thì chú cho nó bao nhiêu thì là tùy. Thế nhá, Thế chứ ý còn ý chú định cho nó còn bao nhiêu? vào đây làm, kể cả nó bảo đào cọc theo cái mép này, nói bằng Đạt ngồi trực tiếp đây, thằng Thanh Đạt nhá, cái okay, hàng suối này là nó là cái hàng không là của Trung. Thế bây giờ nó rào đây nay mai của Đạt kia thì Chú nó có công nhận với cháu là cái đầu suối đây không? thì Bên phải chú Thơ cơ mà. hai thằng Ở bên kia. đây này, Đấy, Quế này, suối bên đấy đấy. Quế này, Đúng không? Quế Không này, phải suối Quế đây này, đâu. hai thằng giải quyết nhá, nó tính như thế này nhá. Chứ làm cọc thế này anh là chú đào, Thơ. anh đào vào anh chôn vào mép suối, nay mai cùng Đạt kia thì nó cũng chôn mép suối, thì đây nó là cái suối của Trung, Suối đây. suối đây đây mình sẽ có nước chảy đây, suối Suối ở cây dương bên đấy xỉ là đây rào vào tận trong này đấy. cái thẳng. Thì thằng Thanh thằng Nhắn mùi nhí. Đạt là thống nhất Cháu phải rào lại chỗ này á. là đấy cây đó nhá. Thì món chú là, thì thằng Thanh nó bảo đào đây, Thế vừa nãy chú có mang xà beng vào đây đâu có đào, là đào ra đây rồi nhưng thằng Đạt nó không nghe không nghe đây đây đấy. đố đây này. Nghe thì rãnh suối nhà mày đâu mà mày ấy vào đất Nó nhà không ta. nghe, rồi hai thằng nó ấy với nhau, nó bỏ cứ để vào cho nó rộng suối đây, nó ra đâu nào đây Đấy, này, để cho thằng rộng thằng suối. thằng Suối người ta đây đấy là này, mép đây suối này, chứ. đây này, thằng Đạt nó bảo Ủa nhắn không bùi không nhỉ. thì tao mang sổ tao vào, Mày cứ mang sổ vào đây. đấy, Nhà nó sổ rừng ấy hay sổ gì? sổ rừng. Thằng Thanh ấy lúc đầu nó chỉ đến hết cái cây kia, cái chỗ cây rậm kia, còn lại cái chỗ này của mình. Thế bây giờ đã tính bếp suối đây rồi lại còn tính vào đây rồi thế nào? Chả biết thì đéo rồi, cái đó là việc của Quế với của Không, Thanh cái nói này chứ là không biết. nói thế Nha. rồi hai thằng đã gặp nhau thống nhất của thằng Đạt đến đây rồi là nó giao thông như nó đấy. Nó phải từ thông vào chứ. Từ thông nó chạy xuống là đúng. Từ thông chạy xuống rồi chứ. Thế làm gì mà có tới tận đây? Thôi thế đi. Cái việc đó chỗ Quế với lại chỗ Thanh làm lại. Thế bây giờ tóm lại là cái chỗ của chú định cho Thanh bao nhiêu để cháu còn tính nào? Cho thì không thì cho chú chịu, cái chú không dám chịu trả công nó. Cho công thì không biết bao nhiêu. Nhưng mà ý là chú muốn chia cho nó một ít là bao nhiêu? Đây, nhưng không phải là một mình chú nhá. Ừ. Chú với lại cả anh Quang, cả anh Thanh, tất cả nói chung là bốn người. Ừ. Làm cái này 10 công. Thì bây giờ Dạ. tóm lại là để cho chú, cháu cứ chỉ biết thanh toán cho chú thôi nhá. Được chưa? Thôi, còn việc giữa chú với Thanh dàn xếp với nhau nhá. Riêng đây đây nhá. Chú hợp đồng với cháu nhá. Là cháu 10.000 một cọc. 10.000 một cọc, ừ. đúng không? Rồi. Còn cái dây thép gai này không là không không để để chú nói rõ ràng nhé, 10.000 một cọc quấn một đường, đúng không? Thế nhưng mà còn cháu phải nhớ rằng là cái công vận chuyển của chú là cháu tính cho chú thế nào, chú gánh từ từ ở ở nhà nhà yêu loạn là chú cháu mình không nói, đúng không? Nhớ chưa? Còn nhé, kể cả trong Zalo gửi tin nhắn thế ở nhưng mà đây cũng tiện đường chú mà đi vào làm. thì rõ ràng là như thế rồi, là tiện đường nhá. Là cái ấy thì cháu tính cho món chú thế nào, không phải một mình chú mà đây có cả bác Thơ, không lại về bảo hôm đấy rồi thanh toán ông khởi ông ấy làng nhàng
chú không thèm lấy của bác Thơ hay là của... Thế bây giờ nhân cái này đi xong rồi cháu cộng cho nhá. Nhân cái này đi xong cháu cộng cho thêm cái tiền mà mang vào nhá. Đấy, thế nhá. Cái tùy cháu tính cho món chú thế nào.